người thích ăn nem và bún chả, nhưng pha nước chấm sao cho ngon lại là bí quyết tạo nên món ăn thành công. Thành phần chính của loại nước chấm này có tỷ lệ như sau: 1:1:1:5, nghĩa là 1 thìa nước mắm ngon, 1 thìa đường, 1 thìa giấm ngon và 5 thìa nước lọc. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị mà các bạn sử dụng nước mắm và giấm cụ thể, vì độ mặn và chua của các loại nước mắm, giấm không giống nhau. Sau khi hòa tan hỗn hợp này và nếm vừa ăn, ta mới cho tỏi, ớt băm nhỏ vào. Lưu ý, tỏi băm nhỏ và có thể ép dập một chút. Chắc chắn tỏi sẽ nổi trên mặt nước chấm trông đẹp mắt. Cuối cùng, cho thêm một chút hạt tiêu là ta đã có một bát nước chấm nem hoặc bún chả hoàn chỉnh. Loại nước chấm này cũng có thể dùng cho các loại nem cuốn tươi Nam Bộ. Lỗi thường gặp trong khi pha loại nước chấm này là cho tỏi ớt vào quá sớm, khiến chúng ta bị lẫn vị, khó điều chỉnh độ chua ngọt mặn hợp lý. Ngoài ra, có thể do tỏi bị băm hơi to, khiến tỏi nặng quá bị chìm, làm cho bát nước chấm kém phần hấp dẫn. Nếu ăn bún chả, thông thường phần nước chấm được giữ ấm, khi ăn mới cho thêm tỏi ớt vào.